Chào các bác. Chả có đi quay đâu được, chả có cái gì mới. Quay các bác cái cây ổi. Có thêm cây ổi các bạn. Đấy. Cây ổi ráng lão mới cho lên chậu này. Thì cũng trồng sơ sơ vào cái chậu nhựa thôi các bác. Cây ổi này nó là ổi ta nhưng mà nó rất giống ổi tím, thân nó tím ngắt rất là hay. Đấy. Em đang định tính là làm thành nó là dáng lão đây. Lão theo cách có phần nghệ thuật, với lại thứ hai là chơi theo kiểu cắt giật chơi răm. Đấy. Thì bác xem là có hay không? Em rất khoái cây này. Thì hôm nay mới cho lên chậu được hôm vừa rồi ấy. Thực ra là cho lên chậu hôm vừa rồi, nó mưa. Đấy. Để tí vừa mới tỉa bớt một số cái răm, một cái lá cho phân chuồng ủ, phân trâu con bò ủ múc đấy, trộn lẫn với đất trồng. Đây thì cái thân của nó này quá nhìn thích lắm, nó tím này, nó rất là tím quá. Đấy, nó tím. Cái này thì em vừa bóc này, cái vỏ nó chóc này, chứ nó tím. Đấy, mà rất là nu, những cái cành ngày xưa nó mọc rất là nu, nhìn rất là khoái. Dưới này bệ nó rất là ok các bác, nhưng mà em đang ủ có bệ. Đấy, các bác nhìn này, thoáng thoáng này. Đấy, nhìn thấy. Đấy là rất có tương lai, em rất thích cây này. Đấy. Ngày xưa nó có một cái cành to đây, cắt số phát một nhát ở đây, nhát đấy cắt hơi đau. Đấy, để lại một tí rồi ra. Thôi không sao, sau nó đầy lên, thời gian dài nữa thì nó sẽ đầy lên và đỡ, nhưng mà nhìn cũng được rồi. Đấy, thì nó có cái hay ở chỗ là cây này là đoạn thân này là cũng có bệ này, rất là sụp xì và màu thân màu tím này, và lên đến đây thì nó giật một phát cong vắt ra đây khá là quái. Đấy, thân từ đầu lên, từ gốc lên đến ngọn một màu tím rất là nu cục, rất là hay. Răm nó cũng rất là dịp mà khá là dày, khá là khỏe răm quá. Đấy, từ trước chả chăm bón gì thì nó cằn cỗi, thế bây giờ là cho lên chậu rồi này, để tưới tắm, để phân cho phân đấy các bạn. Đây, để em mới tỉa sơ sơ một ít răm nó cho nó lên, mới hôm nay nó nắng ấm thì tỉa nó lên, nó phun mầm lên các bác. Đấy, thì để cho nó rút răm lại cho, xong rồi đón những cái mầm. Để Tết là vừa đấy quá, gần một tháng nữa là Tết rồi. Đấy, cái cây này thì nó được cái mặt kia, mặt này thì mình không chơi mặt này, mình không chơi mặt này, mình miễn bản. Đấy, đây này, cho các nhìn. Vừa nãy em định cắt bỏ cái cành này đi này, em định cắt cành này đi, bởi nó hơi bị chướng, nhưng mà về tổng thể thì nó lại không sao, về tổng thể thì nó lại về bonsai tổng thể thì nó lại không vấn đề gì lắm. Cái này nó sẽ cái bới này nó sẽ phải mạnh lên để nó cân bằng với cái đoạn này, nó sẽ đầy cái khoảng này lên để cho nó thành một cái tam giác lệch ở đây, tam giác ở đây, và đây là cái ngọn. Đấy, cái này là cái đoạn giữa để nó đầy cái quả này lên, thì chỉ còn cách là rút răm và cắt giật ấy, cho nó dày lên. Thế còn cái tay này để nó buông xuống thành tay lão này, thì có thể là cái tay này sẽ phải nuôi thật khỏe để nó buông xuống đây, nó lắc vào trong này một nhánh lại buông xuống, nói chung là sẽ theo cái đường của cụ lão đấy, đấy của những cái cây lão, nhưng mà sẽ theo trường phái mà nó bonsai thì đấy. Đây này thì nó để làm nón lấy cái tầng mây ở đây bắc xuống cho nó hài hòa các bác. Đấy. Đấy là có cái cây ổi này, em thích cây này, cho lên chậu sau những cái cây kia, nhưng mà lại thích nhất cây này. Đấy.
rồi là ổi nha, ổi các bác nhé. Đấy, vẫn là ổi các bác. Đấy, còn mà triển lãm nữa cũng rồi, quay rất nhiều ổi đẹp nhưng mà thôi, mua thì cũng được thôi nhưng mà đã là ảnh hưởng đến anh an ninh lương thực các bác. Nói thật với các bác là như thế, mình cũng không phải chơi chuyên nghiệp và kinh doanh gì nên là không ôm về. Đấy, mấy cây này thì các bác biết rồi, em mới cho thêm cái lân cho nó ra lộc mà. Đấy, cái này bác biết rồi, trong video trước em có quay. Cây này ngày xưa là rất là hoành tráng, rất là giá trị cây này này, bệ. Nhưng mà một thời gian bị gà nó nhảy lên đây này, gà quê nuôi gà thả hoang các bác, nhảy khắp nơi. Đấy, nên là bây giờ cho vào sân này để nuôi gà đấy. Chứ chơi chuyên nghiệp thì cũng chơi được nhưng mà em chưa có thời gian các bác, để chắc là để già tí thì chỉ chơi chuyên nghiệp. Đồ đạc vẫn là chậu lẫn lẫn đất lẫn những cái thuốc vẫn cách chăm sóc nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Còn bây giờ là không phải là không biết làm mà là nói thẳng là không làm được, không có thời gian. Đấy. Còn cái cây này được không? Mà em thích chơi kiểu phong cách hoang dại này. Đấy. Cứ đào bới được về trồng thôi. Cây đẹp thì ai cũng thích nhưng mà thực sự mà nói là em có chia sẻ với các bác là thực sự mà nói những cái cây tiền tỷ bây giờ thì của một số các bác mà đang sở hữu bây giờ thì chắc chắn là một điều là của đời trước truyền lại hoặc là mua qua bán lại để các bác sở hữu thôi, chứ còn chưa chắc các bác bây giờ sở hữu đã là phải là người làm ra cây đấy. Đấy, mà để những cái cây mà ví dụ như này mà thành được những cây như mà tiền tỷ thì nó không biết là bao nhiêu năm, nhưng mà không có những người mà trồng những cái phôi này thì làm sao mà có những người sau mà để có những cây hoàn thiện để mà chơi được các bác nhỉ. Đấy, mỗi người một cách, con đường một cách lựa chọn. Mình là em là thiên về giải trí các bác, cho chính bản thân mình chứ không, với lại chi phí nó đỡ tốn kém, bởi mình còn vợ con còn công việc, chứ không nếu mà mình xác định sống bằng nghề này thì sẽ chăm chút như một số các bác đã làm. Đấy, em đào được cái cây này dưới bờ ruộng này các bác. Đấy, trong khi mà em đào cái cây xanh kia lên đấy thì cây này nó mắc ở gốc đấy. Em giật nó ra thấy xong vứt đi rồi đấy, nhưng mà thấy nhìn nó hay dễ, nó quay quái thì lại trồng nó vào, nó vẫn sống. Cái cây này nó hay ở chỗ là đây này bác, nó sau nó ra hoa trắng rất là hay, chứ không phải là cây hoang dại chả có gì đâu nhá các bác nhá. Đấy, có hoa nhá. Đấy, rất là quái. Lộc vừng này, cái lộc vừng này mà dám có bác nào thích bán đi mà lấy tiền mà mua những cây nho nhỏ em chơi. Cây này hay, cây này hoa nó buồm xuống thì dã man luôn các bạn. Cây này giả, cực kỳ giả luôn. Đấy, cái bệ của nó nhé các bác, đây là em phủ cái những cái tấm lót chân ấy, mà tấm chùy chân ấy, nó bị hỏng, bây giờ lật lên là toàn bệ thế đó. Đẹp lắm. À đây, cây Nam Điền của em này, hôm vừa rồi rút răm này, bây giờ đang phun mầm đây này. Để Tết là đẹp đấy các bác. Đấy, đây, hôm vừa rồi còn chưa nhìn thấy gì đâu, hôm qua nó cũng khác nhá các bác, hôm nay nó ấm nhá, phun lên rất là đều, rất là kinh khủng. Đấy là em không có tưới tắm, cũng không có tưới nhiều mà không có thuốc thang gì cả, cứ để tự nhiên này. Mà xuống răm chi đến lúc rét nhất đấy các bác. Đấy, đây. Cây này thế này, cây này rút sau rất nhiều nhưng mà cũng lên rồi này. Đấy, đấy, đấy các bác nhìn này. Đấy, Tết thì chắc chắn là nó sẽ rất là đầy. Tất nhiên nó chưa già lá, nó chưa ấy nhưng mà nhìn nó rất là hay, mất mắt. Đây, mới đổ thêm đất này. Mới đổ thêm đất vào để cho nó đẩy cái bệ này ra. Đấy, bác cũng rồi bảo là cây của em đục thế thì chết, nhưng mà không chết được đâu các bạn, vẫn để những cái mạch từ rễ lên ngọn xuyên suốt. Đây là con đào của em này, con đào này có cái gốc dã man lắm các bạn. Đấy,
Ở dưới nó bệ ăn ăn em chưa bới ra thôi. Vẫn đủ đấy, để chơi Tết này. Mình chả chăm chút gì nên nó dăm nó kém. Chứ không quên này chơi là hay đấy các bạn. Gốc to bằng đùi ấy. Đấy, đang rất là nhiều nụ, đang rất nhiều nụ. Nụ đang bắt đầu à. Nụ đang bắt đầu trắng đầu rồi. Và chuẩn bị nở đây các bạn. Trắng đầu rồi. Đấy là cái con đào của em, con đào trên chậu, nhưng con đào ngoài vườn thì nhiều lắm. Đây này, đang phun hoa đằng kia. Nói chung là dưới vườn em nhiều cây lắm, chưa cho được lên thôi. Để máy quay mấy cái cây ở trên này nó dễ nhìn, ở dưới kia quay bác không nhìn được, toàn cây um tùm. Đấy, nói chung là chơi được. Mới hôm nữa em sẽ chơi một con quất mini, để chơi một cái ang mỏng bẹt cho mấy con đá xếp lớp ấy vào, thì hôm nay sẽ quay các bác sau. Một bên là con đào này. Đấy. Thế mà buồn buồn hôm vừa rồi các bác nhớ cây này là cây gì không? Cây vả của em các bác. Mà nó có ba tay nó thẳng thẳng lên ấy. Hôm nay nhiều ngồi buồn buồn nhìn thấy trước mắt cắt bỏ luôn. Cắt luôn. Và cho nó đi bỏ cái rễ này luôn. Cái rễ này rất là trướng. Để sau này nó lộ cái bệ, cái củ ở dưới. Và cái hang, nó có cái hang này này các bác này. Nó có cái hang. Đấy. Bên này cũng được. Tất nhiên còn vùi sâu ở dưới nữa, nó còn bệ nữa. Chưa để lộ ra nhưng mà. Đấy, trở thành cây hoàn toàn phôi. Đấy. Đấy. Nhưng mà nhìn cũng hay hay. Có cái cục. Nói chung có một cục à. Sau là mà thích thì lại điêu khắc cho nó tí bác nhỉ. Đấy. Ở đây có mấy cái sim, còn lại mấy cái sim chưa có thời gian mà chăm bẵm. Đấy là đây. Khoe với các bác con đá này mà vừa nãy định bảo làm ý tưởng mà làm một cái bể, một cái ang dài bẹt để làm một cái tiểu cảnh quất mini đấy các bác. Đây. Hôm vừa rồi em xin được mấy hòn đá. Xin các bạn. Đá rất đẹp. Đây. Người ta mua người ta không bán nên là phải xin. Vì có cái bà trông ở đấy thì bà không dám bán nên bà mình xin thì bà che cái camera đi. Có chủ bà nhìn thấy nên mình xin được 2 viên. Hôm nay xuống xin được mấy viên nữa để làm một cái kiểu cảnh. Đá xếp lớp từng tầng này. Đấy các bạn. Để làm một cái tiểu cảnh cho cây quất chơi Tết. Rồi. Xin chia sẻ qua cuối tuần như thế nha. Cảm ơn các bác.